Xin chào anh chị và các bạn, tôi Ngọc đây. Hôm nay tôi Ngọc được một anh chị bên sàn phân phối bất động sản tại dự án Vinhomes Bắc dẫn đi thăm căn hộ, và trên đường từ phân khu Beverly Solari ra ngoài công viên, và tôi Ngọc sẽ làm một cái video đó là dự đoán về cái khai trương trung tâm thương mại, tại vì rất là nhiều anh chị và các bạn cũng rất là mong và muốn tìm hiểu và muốn biết được những cái thông tin để biết được khi nào trung tâm thương mại khai trương, để mình có những cái kế hoạch mình mua hàng hoặc là mình ra hàng ở trong những cái sự kiện của dự án như vậy. Thì hôm nay Tony Ngọc sẽ làm một cái video đó là dự đoán về cái thời gian khai trương của trung tâm thương mại Vincom, và video này nó tất cả dựa trên những cái nhận định của cá nhân của Tony Ngọc, nó mang ý kiến chủ quan của Tony Ngọc. Tuy nhiên, tất cả những cái thông tin và dữ liệu tôi Ngọc chia sẻ cho anh chị và các bạn đều là những cái thông tin và anh chị và các bạn có thể kiểm chứng được, có thể xem được. Và nếu như anh chị và các bạn đang xem video đây, thấy cái nội dung tôi Ngọc chia sẻ là hay, hoặc là nó hữu ích, hoặc nó có thể giúp đỡ cho được một ai đó, thì anh chị và các bạn vui lòng chia sẻ cái đường link này đến người bạn đó. Và nếu như anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của tôi Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất từ tôi Ngọc và đội ngũ team Tulen. Và bây giờ cái hành trình chúng ta sẽ đi từ phân khu The Beverly Solari ra trung tâm thương mại Vincom để ra công viên. Và phía bên tay phải của tôi Đinh Ngọc đây, anh chị và các bạn thấy xa xa gần công viên 36 hecta ở những cái trụ đèn ánh sáng rất là đẹp, rất là xinh, thì đó là phân khu The Beverly. Còn tại phân khu này, vị trí tôi Đinh Ngọc đang đứng đây đã bàn giao rồi, đó là chính là phân khu Beverly Solari. Còn phía trước mặt của chúng ta đó là phân khu Glory Hay, và phân khu Glory Hay nó cũng là một phân khu đã được mở bán khá là nhiều cái căn hộ bất động sản rồi. Và hôm nay thì tôi Đinh Ngọc không phải làm một cái video để kêu gọi bán hàng, mà tôi Đinh Ngọc làm video để phân tích nhận định ở những cái con điểm, ở những cái góc độ để mình đi đầu tư bất động sản thôi. Thì anh chị và các bạn thấy rằng cái trung tâm thương mại Vincom chúng ta sắp tới thì nó khai trương thì nó sẽ phụ thuộc vô gì? Thứ nhất là phụ thuộc vô cái tình hình kinh tế nó đã ấm lên chưa. Thứ hai đó là nó sẽ phụ thuộc vào cái câu chuyện về cái nội khu của dự án nó đã bàn giao được chưa. Thì chúng ta biết rằng hiện tại cái vấn đề bán lẻ những tháng vừa rồi nó gặp rất là nhiều khó khăn, và bắt đầu những cái tháng cuối quý 3 sang đầu quý 4 của năm 2023 thì chúng ta cùng kỳ vọng sẽ tốt lên để những cái trung tâm thương mại Vincom như thế này được khai trương. Và nhìn bằng mắt thường thì chúng ta thấy rằng phía trước anh chị và các bạn thì chính là trung tâm thương mại Vincom. Trung tâm thương mại Vincom thì gần như đã hoàn thiện được khoảng 80% rồi, và đối với cái trung tâm thương mại Vincom thì hiện tại tôi Ngọc quan sát thấy rằng gần như là chỉ hoàn thiện ở phía bên ngoài, và với một cái cường độ công việc cũng không phải là rốt ràng lắm, tại vì theo như quan điểm của tôi Ngọc thì đối với những cái phân khu kế bên thì anh chị và các bạn thấy rằng như phân khu Glory Hay thì mới gọi là có một vài tòa gần cất nóc, còn lại đa số thì mới xây được đến từ tầng khoảng 22. Thì đối với những cái chung cư của Vin thì chúng ta sẽ biết rằng một số tòa thì nó sẽ rơi vào độ cao là từ 21 đến 30 tầng, thì đâu đó thì cái thời gian để xây xong cái phần thô thì nó đâu đó thì nó cũng phải khoảng tầm 2 tuần đến 1 tháng nữa. Và để mà hoàn thiện xong cái phần nội thất ở bên trong thì tôi Ngọc nghĩ rằng thì nó cũng sẽ rơi mất từ 2 đến 3 tháng. Nghĩa là nếu mà để mà gọn gàng được dự án, để mà đường xá sạch sẽ thơm tho, để mà mọi cái thứ nó ổn định được thì tôi Ngọc nhắm rằng nó phải rơi vào cái câu chuyện là 3 tháng nữa. Mà nếu như 3 tháng nữa thì hiện tại bây giờ nó đã rơi vào tuần thứ 2 của chuẩn bị sang tuần thứ 3 của tháng 9 rồi, thì để mà khai trương được thì chúng ta sẽ kỳ vọng rằng nếu sớm
Nếu sớm gọi là ở đây câu chuyện đó là ở một cái kịch bản số 1, nếu mà gọi là mình cố gắng để mà mình khai trương được ở trong năm 2023 này thì mình sẽ cố gắng nữa là khai trương vào dịp Noel, thì những cái dịp cuối năm thì cái khả năng mua bán thì nó khá là nhiều. Và cái này thì theo quan điểm của tôi thì đó là cái trường hợp số 1 xảy ra thôi. Còn để mà có một cái gì đó nó chuẩn bị nó chu đáo hơn, nó kỹ càng hơn, hoặc là mình cũng phải hiểu rằng mình không phải ở bên trong nội bộ của Vin nên mình cũng không biết chính xác được. Trung tâm thương mại Vincom như vậy với diện tích 48.000 mét vuông như vậy thì đã bao nhiêu đơn vị vào thuê rồi, bao nhiêu đơn vị đặt chỗ rồi, thì những con số đó mình hoàn toàn mình không nắm được. Và để mà mình quyết định được những cái câu chuyện dự án như những cái chiến lược về marketing, để mình hiểu rằng câu chuyện trung tâm thương mại thì nó cũng là một cái tiện ích và nó cũng là một cái cú hích để bán hàng, thì những cái sản phẩm còn nó sẽ là còn lại bao nhiêu nữa, và cái thời điểm nào là cái thời điểm mà kinh tế vượng của thị trường, hay là những cái thời điểm nào là cái thời điểm mà có thể khai trương để là một cái gì đó nó rực rỡ, để cái gì đó nó bùng nổ, thì nó là một cái tính toán của bên chủ đầu tư. Tại vì chủ đầu tư họ sẽ tiếp cận được tất cả rất là nhiều cái dữ liệu và rất là nhiều cái thông tin. Còn đối với những cái thông tin và những cái quan sát bên ngoài như Tony Ngọc thì Tony Ngọc chỉ dám dự đoán thôi. Dự đoán kịch bản số 1 đó là vào cuối năm, vào cái dịp từ cái dịp Noel đến Tết Tây, để sẽ khai trương để đón cái Tết ta cho bà con cư dân của dự án Vinhome Grand Park, bà con cư dân của phường Long Thành Mỹ, phường Long Bình và thành phố Thủ Đức nói chung, và thậm chí là bà con của thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì đối với một cái dự án Vinhome Grand Park, đối với một cái đại công viên 36 hecta mà đẹp như Vinhome Grand Park, thì Tôn Ngọc cũng thấy rằng ở thành phố Hồ Chí Minh thì gần như là nó không có một cái công viên nào có thể so sánh tương đương, và dẫn đến đó là những cái sự hiếu kỳ tham quan mua sắm của những bà con thuộc khu vực Đông Nam Bộ, là Đồng Nai, là Bình Dương. Thì đối với cái kịch bản số 1 thì sẽ khai trương vào dịp từ Noel đến Tết ta, để gọi là phục vụ cho cái Tết cho bà con tại khu vực phía đông của Sài Gòn. Và kịch bản số 2 thì Tony Ngọc dám cũng đâu đó cũng sẽ dự đoán đó là vào cái dịp mà gọi là sau quý 1 của năm 2024, sau khi mà Fed đã chính thức ngả ngũ về cái vấn đề quyết định tăng lãi suất và dừng lãi suất, và có dấu hiệu về cái câu chuyện là lãi suất quay đầu, thì đến dịp 30 tháng 4 có nghĩa là nó rơi vào giữa quý 2 của năm 2024, thì cái dịp này nó sẽ là một cái dịp cũng khá là hợp lý để khai trương đối với trung tâm thương mại Vincom. Và cái kịch bản cuối cùng đó là cái vấn đề tình hình kinh tế nó vẫn diễn ra khó khăn, gọi là những cái câu chuyện như Fed vẫn tiếp tục duy trì cái mức lãi suất cao và tiếp tục tăng những cái lãi suất, thì theo như quan điểm của tôi Đinh Ngọc thì nó sẽ kéo dài đến 2 tháng 9 của năm 2024. Thì đây nó là ba cái kịch bản của cái vấn đề trung tâm thương mại Vincom sẽ khai trương khánh thành khi nào, thì nó rất mong nhận được những cái quan điểm đóng góp của quý anh chị đang xem video đây, và cái nhận định cá nhân của Tô Đình Ngọc còn hạn chế, bởi vì Tô Đình Ngọc biết rằng những cái thông tin mình tiếp cận được nó cũng đang còn rất là hữu hạn. Và Tô Đình Ngọc nhắc lại sẽ có ba kịch bản. Kịch bản đó là số 1 đó là cuối năm 2023 khai trương từ dịp Noel để cho bà con khu vực phía đông Sài Gòn để mua sắm vào dịp Tết. Kịch bản số 2 đó là của dịp 30 tháng 4 của năm 2024, và kịch bản cuối cùng đó là rơi vào 2 tháng 9 của năm 2024.
Và với ba cái kịch bản này thì quan điểm của anh chị và các bạn đang xem video đây là như thế nào? Rất mong anh chị và các bạn comment xuống phía dưới những cái quan điểm của mình để chúng ta cùng trao đổi, học hỏi lẫn nhau ở những cái góc nhìn, ở những cái kinh nghiệm về đi đầu tư. Và video Tony Ngọc làm đến đây thì cũng khá là dài rồi. Tony Ngọc xin phép được dừng lại. Nếu như anh chị và các bạn thấy những cái chia sẻ nó hữu ích cho một ai đó hoặc nó có thể giúp đỡ cho được một ai đó thì anh chị và các bạn vui lòng chia sẻ cái đường link này đến người bạn đó. Và nếu như anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của Tony Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe, ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất từ Tony Ngọc và đội ngũ Team Cullen. Tony Ngọc xin chào và hẹn gặp lại ở những video của tôi. Xin chào.